Vô mánh không anh? Vô rồi. Vô rồi hả? Chung mày chắc ủa chiên bột chưa? Cũng được cái hơn bữa rồi. Ôi vậy là dư sức rồi, quả hổm cũng nhiều mà. Lại là 4 cái cả nhà ơi. Ông xã cũng mới đặt ngày hôm qua nè. Rồi chiều nay mình dở, tại vì chiều nay cũng có khách đó cả nhà. Đây. Ồ có hai cái gần đây ngon quá cả nhà ơi. Có lòng tông nhiều không anh? Lòng tông ít nhưng mà cơ bộ tép vô mánh. Tép bạc non. Thì đó mình đang cần tép bạc nè. Ồ có con rắn non với tép bầu, nó có hăng đẻn với con rắn trùng. Chiều nay đủ chiên bột. Đây. Trời ơi có con nói ghê quá. Con này nó vô đây là nó chết rồi. Nó vô đây nó ăn cá nè cả nhà. Cái gì là thấy có khởi sắc rồi nè. Ồ cái này quá trời luôn anh ơi. Cái này dính rắn trung nè cả nhà. Ồ con rắn trung kìa. Một nồi luôn nè. Rắn trung này nó vô nó ăn cá tép nè. Đẻn rắn trung này kia. Ở chỗ nào em thấy là có 12 cửa ngục mà nó có con rít anh chứ nó không có cọt như vậy. Nó kéo bằng rít. Nhiều loại đúng rồi. Bây giờ nó làm nhiều loại lắm. Cái này mình mua cái cũ. Đây, cái này là cá nhất nè cả nhà. Đó, đã chưa? Đây coi anh rắn trung nữa. Ghê quá. Như đây anh con đẻn luôn rồi. Một cái nè cả nhà, đã chưa? Tiếp tục bà con cô bác ơi. Đây là cái thứ hai nè. Chúng ta ồ con cá con cát nè cả nhà. Cái con cát nhỏ nhỏ nè. Đây là mình đổ được hai đầu luôn. Rồi cái đầu rồi, tiếp theo. Cái này phải từ từ mới được, không có làm gấp được cả nhà. Cái bạc non nè, trời ơi, nhìn xô luôn cả nhà. Cái đó làm như nó khá nhất anh ha, nãy giờ quá trời luôn nè. Cái này có lý nè. Cái này tát, tép nó nhiều. Đặt một cái dũng là bắt hết trơn luôn. Cá bún dừa. Ồ, con cá này kêu bằng cá gì anh? Này con cá này kêu bằng cá gì đây? Cá bún trần. Bún trần hả? Cái bún trần mà bữa cô Lòng nói á. Bún dừa, rồi bún cát. Bún cát, bún mỡ. Bún dừa, bún mỡ. Toàn là bóng không à? Trời ơi, cái này nhiều nè. Cái này khá khá nè. Bởi vì 4 cá vậy là hay ru luôn. Sống khỏe cả nhà ơi. Nói chung là khó mua đồ ăn. Đó, 3 cái nữa cả nhà. Cái cuối cùng nè. Cái này là như nó ít hơn. Hai cái này bên kia ít. Mà gom gom lại cũng rửa. Như đây dư sức ăn luôn. Mùa này làm như cái bạc non nó nhiều nè. Bạc non không à, bạc non với cái cầu. Trời ở ngoài thì đang mưa. Ngày nào trời cũng mưa hết trơn à. Rồi, 4 cái cả nhà ơi. Rồi giờ cân thử nha. Cân thử cho cả nhà nãy xem. Nãy cái thao này là cân được 200g á. Bỏ hàng đẻn ở ngoài đi. Rồi, cân. Nè cả nhà. Trời ơi. Quá đã luôn. 1 2 3. Rồi, ghi mốt. 900g hả? Ghi mốt về 900g cả nhà. Má ơi. Ký lô ghê không? Rồi, vậy hôm nay là trúng mánh hơn bữa nữa cả nhà. Hôm bữa chừng đâu khoảng chừng hơn nửa ký gì đó. Mà hôm nay là 900g luôn. Rồi chào buổi chiều cả nhà luôn. Chào cả nhà. Chiều nay nhà mình có khách cả nhà. Nhưng mà khách nói là thích ăn bánh canh bột sắt cho nên là sáng mình đi chợ mình mua con vịt nè. Về cái chai với mẹ nấu thì sớm giờ nấu cũng xong rồi nè. Nói chung là cái clip bánh canh thì mình cũng đã quay rất là nhiều lần rồi cho nên là mình chỉ quay sơ sơ cho cả nhà xem thôi. Chiều nay thì cũng có gia đình của chú Lòng qua chơi. Tính là nấu lẩu nhưng mà chỉ nói là thèm ăn bánh canh mà giờ nếu mà nấu lẩu nữa thì nó sẽ không có ngon, thành ra là mình nấu một nồi bánh canh luôn. Nguyên một nồi bánh canh hấp dẫn nè. Mình nấu lỏng lỏng cái này chút nữa mình hấp ăn nó mới ngon. Bột này dai ngon ghê luôn. Dai không ạ? Dai ngắt luôn. Bột này là bột ở nhà xay cho nên là nó rất là ngon. Nhầm cho quýt nếp vô với lại quýt vịt vô luôn. Mình xé chị này chỉ còn có 1 miếng à. Nghĩa là ít chứ không có được nhiều. Chủ yếu là mình ăn thịt đi. Nóng nóng gì cho nó hấp dẫn. Đó. Vậy là xong rồi hả mẹ? Xong rồi đó. Đây ăn bánh canh vịt thì không thể thiếu mắm gừng cả nhà. Mắm gừng thì sớm mẹ cũng làm sẵn đây nè. Gừng thì mình đâm cho nó nhuyễn, mình dắt lấy cái xác nè. Mình bỏ cái nước đi cho nó bớt đắng. Thì mình cũng cho đường với lại chanh và nước mắm vô mình nêm nếm cho vừa ăn thôi. Rồi sáng hôm xã mình cũng đặt được mớ cái bạc đất nè. Với lại được mớ lòng tông. Chiều nay thì mình sẽ chiên bột mình cuốn với lại rau sống nha. Bột này thì sớm mình cũng đã pha sẵn để cho nó nở rồi nè. Ở đây mình sử dụng là bột gạo với là bột mì với hai quả trứng gà. Rồi mình nêm gia vị cho nó vừa ăn. Đây là khoai lang nè, rồi mình cho vô bột mình chiên luôn.
thì có rau sống, thì mình có mớ đậu nè, chút xíu nữa mình sẽ xào với thịt nha. Đây, mình cho hết khoai lang vô bột cho mình chiên. Mình chiên như là có khoai lang nó giòn lắm cả nhà. Đây, mình cho tép vô, mình trộn cho nó đều, mình cho tép vô. Có trứng gà vô làm như nó có màu hồng hồng cam cam á nè. Tép này tép bạc non không nè. Nó còn nhỏ nhỏ chứ ăn nó mềm. Mà nó hơi cực chút xíu nhưng mà ăn nó ngon. Rồi giờ mình trộn đều khoai lang với lục lại tép lên. Rồi mình lên chiên. Dầu nóng rồi nè, giờ mình cho từng cái vô mình chiên. Mình để vô cái giá làm cho nó dịch dẹp nè. Cho nó bự bự mà chứ để chiên biết chừng nào. Không mình làm vô cái dĩa mẹ. Để mình làm vô cái dĩa xong mình cho nó xuống. Dĩa không giòn. Tép cái dàn đều ngon ghê không? Bây giờ mình cắt ra. Mình cho khoai lang vô vậy thì nó giòn dữ lắm luôn. Với lại mình pha bằng cái bột gạo á, cái bột gạo nó giòn. Rồi cắt gần qua rồi, bây giờ mình bắt chảo lên mình xào đồ đậu nè. Xào thịt cho nó chín rồi mình cho đậu vô. Trời, chị mất hàng quá trời mua hả mẹ? Quá trời mua luôn. Sáng mua đồ mùng mùng đồ cái giờ nắng lên. Để có cái máy hút khối nha cả nhà. Hút khối cho nó ra chứ để hết lùng tung nó túng trong nhà nó hầm dữ lắm. Lại nó bị tống đen. Đen thui từ lùi nhà luôn nha. Bỏ chùi nó quá trời luôn. Nó bám ở trên mấy cái tường này nè. Cái sạch chắc phải có cái lan á. Tép ngon rồi, tép ngon. Sản miền quê đó nè. Cái gì mà được 900 gram. Như là cá bóng mà mẹ bỏ riêng hả? Ừ, để động ngoài ngoài hả? Bây giờ lấy mấy cá làm tông với lại tép rồi không? Ừ. Đây, giới thiệu nhẹ với cả nhà, đây là món VIP nha. Sáng dở 4 cái 12 cái ngục. Với được một con đẻn với lại một con cắn trung. Đây, sáng định bỏ rồi nhưng mà thấy tiếc quá cả nhà. Nên là phú mần luôn. Mần cái ướp xả ớt mới chiên xong nè cả nhà. Ê, lâu quá trời lâu luôn nha. Hello 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 cả nhà, hello gia đình, hello hello. Trời ơi đợi lâu lâu quá trời lâu luôn. Bao nhiêu giờ hả? Còn một tết nữa hả? Ok một tết nữa rồi, chờ thẳng đó luôn. Đây cậu Lòng, cậu Mợ đó, mối bịt mặt không biết ai luôn. Chú Nông hả? Chú Nông là anh ruột của Hồ Lồng nha cả nhà. Mở đi, mở đi rồi mà nói vậy. Chào người đẹp. Đây con của Hồ Lồng cả nhà. Đi làm xa về đó. Rồi mời vô luôn, mời cô Năm, mời hai em. Lần đầu tiên qua đây phải không? Dạ. Rồi vô luôn. Gì đâu mà tùm lum hết trơn vậy nè, đủ hết trơn rồi. Cái đèn năng lượng cậu, đèn năng lượng mặt trời á. Mới nhầm giao tử nào cái đầu nướng. Đâu có, đèn năng lượng mặt trời, gọi đem sang luôn, đem sẵn luôn, sao luôn. Trời ơi, mua cái gì đâu mà, ở bên đây hả, ba uống món đủ hết trơn rồi, mua chi nữa trời. Cậu thẳng ghé, cậu mua cái đầu dê về xào ăn. Trời, đất ơi, vậy đó hả? Nay vô YouTube tôi mở cái trang ra nghe không, ừ, đó vậy. Làm cái gì? Cái gì sao lăng? Trời ơi, cậu Lòng đem dê sao lăng quá hả? Dê này biết ra, biết chân, biết mũi chân, biết chân hả? Bên đây quá trời món luôn. Trái cây, ui, xùm linh la chân nè. Rồi, đâu biết cậu Lòng trổ tài luôn. Cái này ăn sống mới ngon nè. Cái này nhậu gũ mới ngon, cái này nhậu gũ cũng ngon nữa nè. Trời ơi, cái gì đâu mà mua quá trời vậy nè trời. Quá tay quá đất nè. Mình ăn đồ rẻ tiền không mà nó ngon. Phải không? Quá trời luôn. Đơn giản thôi. Nguyên cái này biết nhiêu tiền không? Nhiều. Nếu mà đồng đó. Không biết luôn. Không biết, vô phương à. Vô phương à, không biết à. Không biết tại vì con không có ăn dê nó không biết. Cái này cô làm sẵn giờ đeo qua hâm lại thôi phải không? Ờ hâm nóng. Ờ rồi, hâm nóng vô rồi bật liền phải không? Này mợ mua qua cúng cho tía nha cả nhà. Ủa cái này em ăn lấy được. Này nhãn. Em ăn được đó. Phụ nữ làm luôn nha. Sớm giờ thanh thí, sớm giờ làm cũng
ba món à? Vậy đúng ha. Dạ dạ rồi, để đợi đi. Cái này bắt đỡ thì đó. Bây giờ hết chao, có xả mà không có chao cả nhà. Cái này là ở nhà cậu làm đó. Này cậu làm là ăn thử coi được. À. Thấy hấp dẫn không? Hấp dẫn. Nào biết không? Cái này là dê phải không? Dê. Dê xào lăng hả? Ừ, xào lăng nước cốt dừa. Tại vì cái này cậu lo cần lấy miếng nước thêm chế vô cho nó ấy. Không, tại nó kẹo vậy chút xíu là mình chế nó nóng lên rồi mình xào bỏ này vô là xong rồi. Hồi nãy con tưởng đâu nhà còn. Cậu có hỏi nhà còn không? Con nói còn. Ở đây gần không? Nó mua tới cây qua cũng bớt. Rồi cảm ơn mợ Sáu nghe. Tía ơi cậu mợ có qua chơi thì cũng có mua trái cây cúng cho tía nè tía. Dạ. Thôi chứ tía mất cũng buồn ha mà sao? Buồn chứ không? Thôi chứ tưởng đầu tía về đây chơi ai ngờ đâu tía bạc phần quá trời. Bố con nay con có qua bố chơi giữa cây cây con có chú. Cái dưa leo này này chấm với cái thằng thánh nha. Cái này em nè. Cái đó là em á. Cái gì? Cái này. Cái này chấm cái này với nước thần thánh này nè. Cái này là chấm với nước thần thánh này. Ừ. Rồi. Còn cái này là chấm cái này. Rồi, còn cái này chấm cái món cái đó là chấm không có ăn luôn. Cái này là cái gì quên rồi. Vừa ăn rồi nó nước hẩu, quýt chưng ha. Rồi quýt chưng một món. Cái này là món nhà. Món nhà. Tép cá chiên bột. Cảm thần. Rồi đây là bánh canh, bánh canh vịt. Bánh này là không, nghe nói là chi thèm bánh canh phải không? Nghe, bánh canh rồi nè. Đi làm bên Nhật thèm bánh canh cho nên là mẹ vợ nấu bánh canh cho chi ăn đó. Cảm ơn chị Tư. Ủa sao rồi. Không ngủ rồi? Đủ chưa? Này quá trời món ha. Còn hả mấy món chà rẫy món kêu bằng gì đó? À, bên là xét. Minh Đức hay là chà rẫy gì mà kia nữa kìa. Cái món đó mà rồi. Đó. Có thêm 2 ly nè. Nè. Có thêm 2 ly nữa. Tép. Nhiều ly gì. Nè chủ nhà giúp dạ, cái rồi, đi. Rồi rồi. Bây giờ cậu uống cái cà lòng nước này ha. Ừ. Uống chú Năm lớn hả? Chú Năm lớn nè. Rồi chú Năm lớn thôi giờ cũng tạo đất uống chú Năm một cái nha. Rồi. Thôi cũng cảm ơn chú Năm với lại cậu mợ gì mấy anh em qua nhà con chơi ha. Bây giờ con rồi múc okay. Đi chú Đặng, múc cho chị ăn đi chú Đặng. Được. Rồi chị tự nhiên chứ. Tự nhiên đi. Dạ cho múc con đi. Một sáng tự nhiên nha. Rồi được. Anh gì đó, thưởng tự nhiên nha. Thèm bánh canh vịt ha. Nhạt, bánh canh lòng xác. Bánh canh tư, bánh canh của cô Tư mới ngon. Đó, cô Tư là bảo bán cái này là nấu rồi ngon. Múc cái gan rồi múc cho chị ăn đi. Chị ăn. Ồ, gan của chị ăn. Chị ăn gan. Ăn đi. Không, chị ăn gan đi. Ăn tự nhiên. Rồi nấu hầm luôn. Dạ. Còn đây là hùng. Xong bạn con mì cái rồi 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 cậu lòng vô với Hùng ý coi vô chứ mày. Đây là ông cậu dạ. Ông cậu bên Bình Phú á. Đây là mợ má cậu mợ ý đó. Còn đây là được con của cậu con gái à. Rồi múc đại nha, em có một nồi bánh canh bự thiệt là bự luôn á. Ăn cho đã luôn. Nhà sáng rồi thấy làm với chị Tư hả? Dạ. Nghiệp ghê không? Nghiệp đó, làm nó qua ngày hôm qua. Chết à. Sáng Phú nói em nhớ nhắc chú Lòng ngang để thôi chiều ăn gần chết à. Nó nhắc chi rồi. Dịp, múc bánh canh vô dịp. Ăn miếng bánh canh hấp nóng nóng vô dịp. Ngượng miếng bánh canh tới đi. Dạ, ăn bánh canh trước đi. Ăn bánh canh cho nóng nóng trước đi dịp. Rồi, rồi. Anh lấy cái tô đi sốt bánh canh thêm nha. Em nhỏ. Đúng là cái bột gạo thì nó khác cái bột gạo của ngoài tiệm. Thấy không? Bột gạo mẹ ở nhà cha tôi sai á. Múc thêm thịt vô. Múc xong được đó đi con thêm thịt lòng múc luôn đi. Tưởng đâu nó nguội má ơi, húp vô một cái. Nóng lắm luôn á. Lòng nước mắm gì? Về à. Mắm tôm tâm nè. Em mé nhéo lòng mắm tôm hơn rồi con có cho. Lấy cái muỗng á. Húp vô khẩu đâu dám làm. Mắm tôm với chanh phải không? Dạ rồi. Được rồi, được. Tưởng em. Để nhau xa nhau quá sao. Húp ăn miếng coi ngon không. Ngon bánh canh chị Tư nó ngon. Hỏi vô này. Gừng ăn với lại bánh canh. Nãy giờ thiếu rồi. Đó. Con mới xíu nó mới gừng mới được. Dạ mời anh Phú ơi. Rồi rồi, mời thử. Đúng rồi, ông cha của Năm. Em tưởng sao bánh canh ăn được không mợ sao? Ngon. Được ha. Ngon. Dạ. Nó chạy phải chạy có mắm gừng mới được nha. Rồi, phải có mắm gừng vô nó mới ngon. Tới mua tàu kêu quẹo xéo qua bên lộ có cái tiệm tạp hóa Mỹ Dung đó. Giờ Mỹ Dung còn mở cửa đi. Nói rồi biết rồi. Còn nãy còn nãy cho mình tới mua tàu vừa hết cửa tàu quẹo xéo. Nhưng mà có gái cũng đường vô đây nó dùng vô nè. Của ai ta? Của ai nước? Của cậu đi. Bánh năm kêu là cậu. Cậu. Cậu sao?
Mời bà con cô bác mình luôn nha, sớm giờ lu bu cái quên. Dạ, thì được hả? Con mới tráng cái gì? Ừ. Đất không đi tới đi tới. Bà con nha. Nhiêu tuổi? Dạ em 30. 30 hả? Ăn cái này là nó hơi kỹ nha. Hướng tình hướng tâm. Ờ nhưng mà cái này là ăn cái này xấu vậy nó không. Đi đám đâu ăn cái này ngon cái giờ hả? Ông bà dễ mạch chết thật luôn. Cái món này ngon chứ, món này ngày ăn một trái thì đó một tối luôn. Cái này đẹp nhiều quá. Cái này là ớt chuông Đà Lạt mà đúng không? Cái ớt ngọt cái gì? Ớt ngọt hả? Dạ. Cái nó dài hơn ớt Đà Lạt. Dạ. Ớt chấm muối gì? Muối hảo hảo ăn cũng ngon á. Hả? Không báo vậy cái bánh canh này nó ra nhựa là nó nấu dữ lắm là húp cẩn thận nha. Vô. Dạ vô anh. Không hút cẩn thận nha, nó phỏng lưỡi nó quýu lưỡi này. Rồi nóng dữ lắm bụng. Đây có sáu à? Giờ nó cái lưỡi nó cái bánh canh này nè, cái lưỡi nó tê rồi, cái lưỡi nó tê rồi, nóng quá rồi. Cái mỡ này nó lâu nguội nữa. Nãy mới tắt bếp Đúng rồi, tắt bếp cho để nó nóng lắm. Miếng nước cái cửa. Mẹ nấu hồi chiều giờ mà nó còn nóng không mà sao? Ngon quá. Ừ. Anh thủ nấu nấu sợ gì dịp hồi qua rồi ăn không kịp là mẹ nấu hồi 4 giờ. Nãy giờ có cho anh chưa? Có dắt vô rồi. Dắt vô đây luôn rồi. Rồi ai ăn dắt vô chén để vậy nó chua. Ủa? Nãy giờ trong đây nè. Nước mắm mà. Bây giờ nước mắm hả? Đã chắc trong nước mắm mà chứ đâu có cho trong đây đâu. Tên Thảo. Tên Chế Tài. Bây giờ mới thôi giờ con đây nè, sáng giờ con có món đặc sản nè. Đó, mời mời cậu cục đi. Mời cậu cục đi. Đó, mời mấy ông nhậu hả này nè. Hùng. Dạ dạ. Thử nè. Em có. Anh rồi phải không? Làm. Mời anh nha. Đây là rắn trung. Chú Năm. Dạ. 3 4 tuổi à. Dạ. Dạ vậy đó. Không, ăn được ăn được không? Dạ. Ăn rắn trung bằng được không? Không rắn được hả? Không, em cũng mang. Em. Không. Mà sao? Để ngồi em sao ăn. Để không kế lại. Không có bỏ đó đi ngồi. À rồi. Mà sao con được. Rồi đi. Này đặc sản. Đặc sản đặc trứng có 2 con à. Ngon quá. Con đẻn với con rắn trung. Nè. Ướp xả ớt rồi cái lấy mật nó uống không? Không con bỏ thật sự mà nói là lần đầu tiên con làm luôn á, con đâu có biết cái vụ này. Không, 11 có nhỏ lớn vậy, cái trùng bay lớn vậy, bay lớn vậy, cứ có nhiều cái đông ra nó lâu quá đi. Nó hầm nữa. Ăn tị bệnh. Xào nó ngon lắm, xào nó ăn bệnh mà bệnh nhiều ăn gắn vô là nó khỏe lắm. Rồi. Giòn người ta. Vô gắn mà chịu. Được ha. Cái là nhà để vậy là cái nhà em đứt nha. Cái nhà nó dữ lắm á. Ờ gắn con ướp muối với lại ướp nước mắm nữa. Mặn không? Hơi chứ không? Vô mà mày đó. Mặn mà ngon, muối xả mà ngon. Muối xả. Với xíu nước mắm nữa. Này giờ ăn rồi luôn á. Ok. Mà em đi Đồng Tháp về đưa cho mầm đưa cho. Hai món đó là món đồng quê, còn này là cũng bình thường thôi. Đó. Ờ đây là nước bún này là con, bún đại đi chính ai. Ngon. Bún đại đi con. Bún đại cho ăn đi, cho nó. Nguyên nồi luôn á. Không biết cái này là quýt chừng không? Rồi nè, thử quýt chừng nè. Quýt chừng. Cái này mua đâu cậu? Này nhà cậu làm hả cậu? Nhà làm. Cô sao? Quýt chừng này nhà cậu làm hả? Nhà làm, ở nhà làm hả? À. Cậu làm luôn hả? Ăn được không? Ăn thử coi. Con chưa ăn sao biết, ăn thử mình biết. Chấm chừng là quýt chừng quá, à cho nó mắm không? Tao mới ăn xong. Tại này thịt nhiều quá nó nhiều quá không có mà bánh không có đạt bị thịt chọn ít thịt đó thì chỉ em ha. Ủa cái này là cậu là cái gì sực sực thịt thịt rồi này kia thịt à chứ không phải là quýt không hả? Không lại quýt không đó quýt đồng đâu này gì con ăn nó thấy nó sực sực quýt giòn giòn là mấy cái đó là quýt không là bỏ vô cháo anh uống nó lỏng lỏng cái màu nó đặc đặc cái mà đi bị cái này thịt nhiều quá bạn đưa thịt nhiều quá à lại phải chơi không cọt nhai à? Ừ, ngon. Mà ông ngon. Ngon. Ăn nó giòn giòn. Mà mình nghe, mình hửi cái mùi á thì mình nghe cái này là gì cậu? Này là gì? Nó đồng thiệt nhưng mà có cái là mình cắt vô đó không có nha. Nó ngon. Nếu mà là ở nhà làm hay là mua luôn? Mua chứ có sẵn không phải không? Mình làm thì nó khác, mình làm có sữa rồi nữa kia. Dạ. Nè. Ăn nhậu vô bên mà không có mồi mình mua một trái ớt vậy với miếng dầu mè này mình đã đi khách cũng được. Có lý à. Rất là ngon. Nhưng giờ có mồi không ăn. Nó vừa ăn thử đi. Ăn nó có nước ngọt. Đúng rồi, con làm thử miếng thử đi. Nó giờ nói nó mà hả chưa biết ăn. Dạ. Ăn thôi. Rồi. Cọt cay à. Quýt lại nhiều vô. Có cọt cay à, không có hôi luôn. Nè. Cái này dầu mè hả cậu? Ờ nó ăn chấm lại nhiều chứ nó biết có thưởng thức. Rồi ăn vô thấy vị ngon rất là ngon. Tuyệt vời luôn, không có đòi ăn cơm lấy ra. Nó thơm mè. Thơm mè. Vừa béo. Béo béo.
rồi cộng với cái ớt nó giòn mà nó ngọt nữa. Đúng rồi, đúng rồi, ok, ngon. Bữa đó mà lạ quá, lạ mà không có mồi ra mua cái ớt này với mua cái chai để dành sẵn đem ra kệ nó chờ mày quá mà nhậu nó mà. Này là cái bản gì? Ớt bột nó mắc dữ lắm. Mè gan nè. Đó mè uống mắm nè, nó bánh chua. Mè gan, ớt này ớt chuông. Nước sốt mè rang chấm với lại ớt chuông nè cả nhà. Ừ con gái. Chào cho ba đâu có chú rồi. Trời ơi, lâu quá trời lâu luôn. Dạ dạ hai dạ múc cho nó một tô ấy đi cho nó ăn đi. Khách tới cả nhà, khách tới nữa. Không á, nó kìa. Nó không kìa. Hai vợ chồng đụng cũng đi cái chơi. Ủa mà nhiêu tuổi tự nhiên kêu nghe em tài. Bằng tuổi em á. Vậy được. Không có giờ ba. Đi cái đi. Sao mày biết tên con? Trời đất mày. Mày hay nhỏ lớn mày chưa có mày mà có tao rồi mà tao đã có mày chưa có mày sao tao không biết tên. Làm miếng cá luôn đi, sớm giờ á, mỗi người nữa một xị rồi đó. Ở đây về đi chưa tới cái món này đâu. Về đi, về đi. Chưa có. Không có chỗ để. Tôi không có. Tôi dạ. Tôi ăn cũng đi. Anh thương em thương này hơn một lộ rồi nè. Ta ta đi ăn mồi nè, trái cây qua. Rồi bà chị xỉn tù rồi đó, ăn bánh canh vậy uống. Đó, chưa mày, uống mà ăn vậy. Sao qua đây nè, chứ nước. Ngồi chứ, anh Phú hỏi bạn kia sao. Anh Phú ngồi đâu. Tại tại không sao, không sao. Anh đứng được mà. Ok. Ờ, tính làm chơi luôn. Em tên gì? Hả? Làm chối hả? Cường hả? Anh tên Phú. Trời ơi, con chị. Con Khúc ơi, ơi có chạy nha, ông ngoại đã vô Khúc ơi cho chạy. Giờ đi nhà nãy mình đi giờ đi ra quên sớm rồi. Giờ đi ra quên. Có. Bây giờ mà đi ra giờ mình đi ra vậy cái quẹo mặt mình chạy hoài ra ra ngoài cái quẹo mặt không chứ đâu còn ra tới lộ lớn. Đi vô tái về quẹo mặt kìa. Yeah.